vợt người Đan Mạch, hạt giống số 6 của giải đấu. Chúng ta sẽ cùng hướng tới sân chính để theo dõi trận chung kết ở nội dung đôi nam nữ. Xét về thể hình, rõ ràng là Timmy Bau và Wang Xin có sự khác biệt rất nhiều. Nếu như Timmy Bau mạnh ở những tình huống đập cầu thì Wang Xin là một cây vật có khả năng điều cầu rất tinh quái. Hiện tại dẫn đầu ở nội dung đôi nữ hiện nay đang là ba cái tên của Trung Quốc: Wang Xixian, Wang Xin và Wang Yihan. Trong đó thì Wang Xixian và Wang Xin là những người có cùng lối chơi. Đây là Wang Xin. Wang Xin năm nay 25 tuổi. Trong khi đó thì Timmy Bau năm nay đã 31 tuổi rồi. Thể lực không phải là điểm mạnh của Timmy Bau, nhưng bù lại cô có lối chơi đầy kinh nghiệm. Wang Xin cũng là một cây vợt thuận tay trái. Wang Xin cũng đã có những quãng thời gian đứng ở vị trí số 1 thế giới, giống như Timmy Bau. Họ đều là những cựu số 1. Nhưng nếu như chiến thắng ở giải đấu này thì Wang Xin rất có thể sẽ xoán vị trí của Wang Xixian, cây vợt đồng hương. Tại thì Wang Xin đang tạm đứng ở vị trí thứ hai, nhưng sau giải đấu Singapore Super Series nếu như vô địch thì cô sẽ vươn lên vị trí số 1. Còn với Timmy Bau thì đó là cơ hội để cải thiện thành tích, hơn nữa hướng tới thêm một danh hiệu nữa trong sự nghiệp của mình. Thành tích đối đầu của Wang Xin và Timmy Bau khá chênh lệch. Đây là lần thứ 7 hai cái vật đối đầu, và trong 6 lần đối đầu trước Wang Xin đều là người chiến thắng. Hạt giống số 3 Wang Xin đã đứng ở vị trí số 2 thế giới. Thành tích trong năm nay của cô là 13 trận thắng, 5 trận thua. Wang Xin còn trẻ, mới 25 tuổi, có lối chơi rất biến hóa, không mạnh ở khả năng đập cầu, nhưng khả năng điều cầu của Wang Xin được đánh giá rất cao. Đây là con đường lọt tới trận chung kết của Wang Xin. Vòng 1 cô đã vượt qua Pi Hong Yan, cũng là một cựu số 1 thế giới. Ở tứ kết và bán kết đều là những chiến thắng thuyết phục của Wang Xin trước Gu Yan và Zhao Ye, những chiến thắng sau hai set. Trong vòng 3 năm trở lại đây thì chưa có một cây vợt nào của Trung Quốc vô địch ở nội dung đơn nữ giải đấu này. Đây là Timmy Bau, hạt giống số 6, đứng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng đơn nữ. Thành tích trong năm nay của Timmy Bau là 10 trận thắng, 4 trận thua. Cây vợt gần đây nhất của Trung Quốc vô địch ở nội dung đơn nữ giải đấu này là Zhang Ning, người đang huấn luyện cho Wang Xin, Wang Yihan và quả Wang Xixian nữa. Đây là con đường lọt tới trận chung kết này của Timmy Bau. Vòng 1 và vòng 2 là những chiến thắng khá dễ dàng cho Timmy Bau, nhưng trận đấu tứ kết cực kỳ vất vả với cây vợt của Đài Bắc Trung Quốc. Nhưng ở trận đấu bán kết thì đó là trận đấu quá xuất sắc của Timmy Bau. Cô đã vượt qua cây vợt số 1 thế giới hiện nay là Wang Xixian để vào trận chung kết này đối đầu với Wang Xin. Từ năm 2008 tới giờ thì chưa có một cây vợt nào của Trung Quốc lên ngôi ở nội dung đơn nữ giải đấu này. 2008 là Tini Rasmussen, đồng hương của Timmy Bau. 2009 là Miju, cây vợt của Hồng Kông Trung Quốc. 2010 đó là Sana Newa, cây vợt thi đấu rất hay trong thời gian gần đây của Ấn Độ. Một trận đấu mà
Tinebao không chỉ hướng tới danh hiệu vô địch mà còn hướng tới chiến thắng đầu tiên trước Wang Xin, đối thủ được coi là kỹ giờ đối với lối chơi của Tinebao. Tinibon to serve Lowell, please. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Chúng ta có thể thấy khi khởi động, Tinibon đã khởi động cho những tình huống vươn người cứu cầu, bởi cô biết được Wang Xin sẽ sử dụng những pha cầu ngắn như vậy, nhưng dù chủ động Tinibon cũng không thể cứu cầu thành công. Này là một tình huống đáp trả của Tinibao, pha bỏ nhỏ chéo lưới quá tốt, 1-1. Đến thời điểm này trong năm thì Wang Xin chưa có được một danh hiệu Super Series nào. Cô cũng đã lọt tới một trận chung kết nhưng để thua trước người đồng hương. Và điều cầu quá xuất sắc của Wang Xin. Sức chiến của Wang Xin là rất tốt. Là Wang Xin thế ghi điểm từ hai tình huống, một là điều cầu khiến đối phương đánh hỏng, hai là điều cầu ngắn khiến đối phương không thể cứu cầu thành công. Rất ít khi chúng ta thấy được Wang Xin ăn điểm nhờ những pha đập cầu của mình. Pha xử lý trái không thành công của Wang Xin, tỷ số được cân bằng 3-3. Đập cầu thiếu chính xác, tỷ số là 5-4 cho Wang Xin, tỷ số là 5-3 cho Wang Xin, khoảng cách là 2 điểm. Cầu ngoài, ngoài điểm mạnh ở khả năng điều cầu lắt léo thì Wang Xin cũng như Wang Xixian là những cây vật nữ có khả năng đọc trận đấu và đọc điểm rơi rất tốt. Họ thường kiếm điểm từ chính những pha điều cầu lỗi của đối phương. Như vậy thì số dẫn xuống còn 4-6 cho Tinibao. Thank you.
Trọng tài xác định cầu đi ra ngoài và tỷ số ngắn xuống còn 5-6 cho Tinibol. Khoảng cách chỉ còn là 1 điểm. Trong 6 lần gặp nhau trước đây giữa Tinibol và Wang Xin thì có tới hơn nửa số trận đấu phải diễn ra trong vòng 3 set. Có tới 4 trận đấu diễn ra trong vòng 3 set. Và một đặc điểm chung của cả 4 trận đấu diễn ra trong vòng 3 set giữa hai cây vợt này, đó là Wang Xin như là người lội ngược dòng. Và được cầu tốt của Wang Xin, tỷ số là 7-6. Đập cầu thiếu chính xác, nói là Wang Xin rất bền, di chuyển nhanh nhẹn, sức dướng tốt, trả cầu luôn hết sức hiểm hóc. Đập cầu chéo sân rất hay. Tỷ số là 9-6 cho Wang Xin. Xử lý quá non tay của Tinibol, 16 cho Wang Xin. Hai lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai cây vợt này chính là trong năm 2010 tại giải Trung Quốc Super Series. Wang Xin thắng 2 set dễ dàng, và tại Nhật Bản Super Series Wang Xin cũng thắng 2 set khá dễ dàng trước Tinibol. Vậy là cầu đã đi ra ngoài rồi, điểm cho cây vợt người Đan Mạch 70. Rất hay, Tinibol luôn phải tận dụng hết sức dướng để có thể cứu cầu nhưng cũng không thành công. Tỷ số lúc này là 11-7. Nhìn về phía Wang Xin, nhìn về thế hệ trước của cầu lông Trung Quốc thì hầu hết là những cây vật có thể hình cao to. Gần đây đó là Wang Jihan, nhưng trong khoảng 2-3 năm trở lại đây thì lối chơi phòng thủ và điều cầu của Wang Xin và Wang Xixian lại đang nổi lên so với thời của Xie Xifang hay thời của chính huấn luyện viên của họ hiện nay là Giang Ninh. 20 seconds. Những cây vợt của Trung Quốc hiện tại chiếm vị trí số 1 và số 2 là những người có lối chơi lắt léo, chứ không phải là những người có lối chơi uy lực giống như Wang Jihan, người đang đứng ở vị trí thứ 3, hay chính huấn luyện viên của họ là bà Giang Ninh hay Xie Xifang. Cây vợt ở thế hệ trước.